Ngày 17 tháng 9, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Công an quận 4 bắt giữ đối tượng Tăng Minh Hiếu, sinh năm 1985, ngụ quận 4 để điều tra làm rõ hành vi làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức và sử dụng giấy tờ giả để đi đường. Trước đó, ngày 16 tháng 9, Công an bắt quả tang Hiếu giao dịch mua bán giấy tờ giả tại hẻm 243 Tôn Đản, phường 15, quận 4. Công an khám xét nơi ở của Hiếu phát hiện, thu giữ 2 máy in màu, 1 máy làm thẻ căn cước công dân, 3 mẫu phôi giấy phép lái xe, 2 mẫu phôi căn cước công dân. Đồng thời kiểm tra trong máy tính và USB có 664 file các loại giấy tờ bằng cấp, chứng chỉ, giấy phép lái xe, căn cước công dân, bảng điểm, khai sinh và các loại giấy mực, phụ liệu in khác phục vụ làm giấy tờ giả. Làm việc với công an, Hiếu khai gần 4 tháng nay đã làm giả và bán khoảng 24 giấy đi đường với giá 300.000 đồng một giấy, thẻ tình nguyện viên của Trung tâm cấp cứu 115, chứng minh nhân dân, căn cước công dân, giấy phép lái xe, passport, cà vẹt xe. Sau đó, đối tượng sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook có tên, giấy tờ bằng cấp giả, 3K, bằng cấp các loại giấy tờ, làm giấy tờ nhanh, đăng quảng cáo cung cấp các loại giấy tờ đi đường để qua chốt kiểm dịch COVID-19, rao bán lại để kiếm lời.